la nghe nghe. Khi nói điệu nào dạo điệu đó là hát liền mới hay. Lý con sáo. Nam ai con à, gì lòng mẹ lúc nào cũng thương con. Mẹ lặn lội từ dưới quê mẹ lên đây, mẹ đem cho con một ít gạo ở quê nghèo. Sao con chẳng thương cho thân già lặng lội đường xa? Ai biểu mẹ mang lên rồi mẹ than thở cái gì? Thảo à, dạ. Hôm nay má lên đây thì phải dọn mắt dắt dài má nghe lời. Xuân tình em ca lạnh nói nha. Yes. Hướng tay cho thằng giao. Cái gì? Cứ nói ta nghe. Nói chuyện gì anh Thảo? Ngủ dạ. Cung anh đã khóc hoàng thiên, khóc hoàng thiên rồi. Sơn đông hướng mã. Nhà con bước quên rồi. Sang cầu, sang cầu vật. Sang cầu, sang sang cầu liều. Ô liều bạc sang liều tháng liều. Ô liều, ô sang sự liều. Công sẽ sang công sẽ sự liều. Lưu thủy hành dân. Lưu thủy hành dân. Nếu mà đợi không được đặt thành nhị lan cho phải nhất lan. Sơn răng nhuộm rừng thô lá bay. Sương trắng nhộm rừng thông dấn dương. Cái bài đó của Lương Sơn Bá chúc. Dạ, đưa tiếng em lên đường. Mà nhỏ lớn chưa bao giờ hát Lương Sơn Bá thì đừng nói chúc anh Đài nó. Ok. Thiệt á, cái này là thuộc cổ, là thuộc về anh Vũ Linh, chị Tài Linh nè, Thanh Thanh Tâm, Ngọc Quyền, Phương Thủy chỉ hát xã hội thôi mà. Ok, thôi như thế này. Mình anh em mình lâu lắm cũng có thể mới gặp nhau được. 18 tháng 9 em có show cải lương anh Đài. Như thế này. 18 tháng 9 hát với ai?
Dạ, nhiều lắm, à, toàn là nghệ sĩ bên Cali qua không anh okay. ơi. Ok, 18 tháng 9. Ở Atlanta có Phương Thủy. Hát chỗ nào, hát chỗ nào, hát chỗ nào. Dạ, ở Royal Bar, Ballroom. Roi dùng bơ rồi. Thủy mà giới thiệu người ta cười chết thì không biết nói tiếng Anh. Cải lương tôi yêu bốn, quý vị có cái này chưa? Nếu có được khỏi giới thiệu. Ngày là... À, giới thiệu đi cho những người ở xa biết. Quý vị nhớ nha, ngày 18 tháng 9 năm 2022, 7 giờ chiều chủ nhật tại Royal Ballroom ở 6185 Beaufort Highway số C2 ở North Cross. Giá vé vào cửa miễn phí nha. Cái đêm này cũng là một cái đêm để nhớ với chị nghệ sĩ Ngọc Đáng nữa. Mà trong tiết mục đó Phương Thủy sẽ hát chung với chị Ngọc Đáng. Nếu quý vị đi xem, quý vị sẽ thấy được rất là nhiều cảm xúc. Không biết giải thiệu, không biết thiệu. Nhạc sĩ thì có Hoàng Ấn, Hoàng Phúc và Nhất Lan nhá. Rồi, mời quý vị tham dự. Có nữ nghệ sĩ Hương Lan, có Phương Hồng Thủy, có Thanh Thanh Tâm, Cẩm Thu. Cẩm Thu là sau khi chia tay với Linh Tâm, bây giờ lần đầu tiên gặp lại Linh Tâm có luôn. anh ít ác quá, em ước nghiệp luôn đây nè. Hả? Cái này mới ngộ, tại sao có Philip Nam? Mà Philip Nam bây giờ là chồng của Cẩm Thu. Rồi hoài Tâm Linh Tâm để đâu? Ủa chà, cái này hay cái chỗ là tình địch gặp nhau, xóa sạch mối hận thù. Đó là vở tuồng cải lương mà tôi đoạn chọn tựa chứ đây đâu có tựa đâu, phải không? Dạ. Cải lương tôi yêu bốn với chủ đề hận tình đen bạc. Thôi nó chơi cho vui, quý vị nhớ nha. Và tôi khoái nhất có ba gương mặt nè: Cẩm Thu, Linh Tâm và Philip Nam. Dạ, xin kính mời quý vị cùng đến cái ngày đó. Nếu quý vị yêu thích cải lương, xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Thảo đã cho em nói. Mà anh ít ác với em quá à. Nhưng mà thôi, còn gặp nhau là mình hãy cứ vui ha. Nói nghe cho em lau mồ hôi cái anh. Bên đây, bên đây. Dạ. Vậy tối đi ngủ ngon nè. Có ai thấy gì không? Quay tôi à. Rõ ràng nha. Rõ ràng tôi không có hôn nha. Người ta bắt tôi hôn nha. Trời ơi trời. Sao mà ác dữ vậy trời. Người vậy tối nay tôi về tôi phải làm sao đấy. Không có ác rồi, không có báo luôn nè. Thấy không, lại, không lại. Không, không hôn lại. Không, lấy lại, lấy lại. Hồi nãy còn bên cái nữa. Bây giờ hai bên á đều còn cái ngay giữa nè. Dạ. Ôi, nó chơi cho vui, Hoàng Nghĩa bước lên.